Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Điện Máy Phong Hướng nha. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Và trước mắt chúng ta, đây là một chiếc TV Samsung mã là 50BU 8000. Đây là thuộc dòng series năm 2022 của Samsung các bạn ạ. Và đối với dòng TV này thì nó chạy hệ điều hành Tizen trên mở bản nâng cấp của Samsung. Đây là phiên bản cao cấp của Samsung vừa ra mắt năm 2022. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách reset nền tảng hệ thống của chiếc TV này, có nghĩa là đưa cái nền tảng hệ thống trở lại ban đầu giống như nhà sản xuất ấy. Thì đối với các cái dòng TV Samsung thuộc series bản 6 Tizen 6.0 trở về trước thì mình đã làm video reset hệ thống trên kênh rồi, thì các bạn có thể tham khảo đối chiếu với chiếc TV gia đình mình để mà các bạn có thể dễ dàng sử dụng khi reset chiếc TV của gia đình mình. Còn đối với dòng này thì nó cũng tương đối mới, chính vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn reset nền tảng hệ thống của chiếc TV này. Thì như các bạn biết đấy, thì trong quá trình sử dụng vì nhiều cái lý do khác nhau nên đôi lúc các bạn cũng cần phải reset lại nền tảng hệ thống của chiếc TV sau một thời gian hoạt động, hoặc là có thể trục trặc một số vấn đề trong quá trình sử dụng thì các bạn cũng phải sử dụng các cái thao tác đó. Thì không để các bạn phải đợi lâu nữa, thì ngay bây giờ mình hướng dẫn các bạn sẽ reset chiếc TV này nhé. Thì từ màn hình chính này này, các bạn trên cái remote của mình, các bạn sử dụng phím điều hướng di chuyển qua phía bên trái này, đến cái ba gạch đến phía bên trái, các bạn di chuyển xuống chữ menu này. Đấy, các bạn di chuyển qua cái mục cài đặt này, các bạn bấm OK hai lần các bạn này. Thì lúc này nó sẽ ra một cái giao diện mới. Thì đối với giao diện này thì chắc chắn các bạn cũng quen thuộc rồi nếu sử dụng các cái dòng TV trước. Đây cũng như vậy thôi. Thì các bạn di chuyển xuống cái mục tổng quát này, và di chuyển qua phía bên phải này, đưa xuống cái mục là đặt lại, các bạn bấm OK. Thì lúc này chiếc TV mình đòi nhập cái mã pin mặc định của Samsung, đó là 4 con số 0. Và các bạn khi mà sử dụng các cái remote của một số dòng á, thì các bạn tại sao nói khi mình chuyển qua đến cái mục này này nó không xuất hiện cho mình các cái dãy số dưới này để nhập, hoặc là các bạn trên cái remote này thì các bạn thấy không có cái phím bấm 4 số 0 thì gây khó khăn cho các bạn. Như và trước đây mình cũng đã nói với các bạn rồi, đối với các cái remote thông minh này thì trước tiên các bạn phải kết nối thông minh bằng tổ hợp phím giữa cái remote này với cái chiếc TV, từ mấy lúc đó thì nó mới xuất hiện cái dãy số bên dưới các bạn nhé. Và ngay bây giờ thì mình di chuyển đến nơi con 4 số 0 này, nhập 4 số 0 vào. Đấy. Thì lúc này trên màn hình của TV là nó hỏi chúng ta có đặt lại hay không này, chúng ta phải di chuyển qua mục đặt lại này, và các bạn bấm OK. Thì lúc này quá trình đặt lại sẽ diễn ra. Và quá trình này cũng diễn ra một thời gian nhất định các bạn nhé. Và sau khi quá trình đặt lại hoàn thành thì chiếc TV sẽ tự động khởi động lại, và lúc đó chúng ta sẽ thiết lập từ đầu như chúng ta mới khui chiếc TV từ trong hộp ra các bạn nhé. Quá trình đặt lại này nó cũng diễn ra một thời gian nhất định. Trong quá trình đặt lại thì các bạn không nên sử dụng các cái lần khác nhau, và tốt nhất là các bạn cố gắng chờ đợi một thời gian, chắc chắn chiếc TV của các bạn sẽ diễn ra quá trình đặt lại đó. Vâng, như vậy là quá trình đặt lại đã hoàn thành, và lúc này chiếc TV đang khởi động lại các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta thiết lập các bước ban đầu cho chiếc TV này.
và bạn chuyển qua mục điều khiển từ xa, các bạn bấm OK này. Khu vực của mình là khu vực châu Á, chúng ta bấm OK tiếp theo này. Chúng ta bấm tiếp OK là bắt đầu thiết lập tự động này. OK này. Lúc này trên màn hình TV sẽ quét ra các cái mạng Wi-Fi gần nhất. Chúng ta chọn một cái mạng Wi-Fi nào có tín hiệu tốt nhất để kết nối cho nó. Như vậy là kết nối Wi-Fi thành công rồi các bạn này. Các bạn chọn tôi đồng ý với tất cả này, chúng ta bấm OK để nó tích vào, sau đó chúng ta bấm tiếp OK các bạn nhé. Và lúc này TV chúng ta đang quét và kiểm tra các bản cập nhật của các dòng TV đó. Như vậy là đã kiểm tra cập nhật xong này, chúng ta bấm tiếp OK này. Và đến cái bước này, chiếc TV của mình nó bảo là đăng nhập tài khoản Samsung của bạn để tận hưởng một loạt dịch vụ. Thì các bạn nếu có tài khoản là account Samsung thì các bạn có thể nhập vào luôn. Còn nếu không thì các bạn có thể nhập sau cũng được. Nhưng mà nếu các bạn có tài khoản rồi thì tốt nhất là các bạn nên nhập vào để sau này thuận tiện cho các bạn tải các cái ứng dụng mở rộng trên nền tảng của hệ thống của chiếc TV này. Thì ở đây là mình bỏ qua cái bước này các bạn nhé. Chúng ta bấm tiếp theo. Và chiếc TV này đến bước cuối cùng là người ta xin giới thiệu trợ lý Google là các cái dòng Smart TV của Samsung từ cái năm 2019 trở đi thì có hỗ trợ tính năng tìm kiếm dòng nói bằng tiếng Việt gọi là Google Assistant trên chỗ các dòng Smart TV của Samsung. Và chúng ta bấm tiếp theo này. Đấy. Và chúng ta bấm đã hiểu. Và chúng ta chuyển chỗ bấm bỏ qua. Như vậy là quá trình reset của chiếc TV Samsung series năm 2022, cụ thể là mã BU đã của chúng ta đã sắp sửa hoàn thành được các bạn nhé. Như vậy là quá trình reset đã hoàn thành rồi các bạn này. Lúc này trên màn hình chỉnh dung của chúng ta là xuất hiện các cái ứng dụng đề xuất của Samsung. Vâng, như vậy là mình đã giới thiệu xong cách reset chiếc Smart TV Samsung thuộc series năm 2022, cụ thể là mã BU các bạn nhé. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì nhớ tặng cho mình một like. Hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.